Bài 21, Unit 21, An Investigation. 1. Từ vựng, ngữ vựng, Vocabulary. 1.1. Từ vựng. Investigation, danh từ, vụ điều tra, sự điều tra, thẩm tra. Director, danh từ, giám đốc. Attacker, danh từ, kẻ tấn công. Policeman, danh từ, nhân viên cảnh sát. Hospital, danh từ, bệnh viện. Ambulance, danh từ, xe cấp cứu, xe cứu thương. Stocking, danh từ, mặt nạ trùm đầu, vớ dài của phụ nữ. Hat, danh từ, đầu, cái đầu. Leg, danh từ, chân, cẳng chân. Attacked, tính từ, bị tấn công. Sure, tính từ, chắc chắn. Hit, động từ, đánh, đập, đụng. Interview, động từ, phỏng vấn. Broke, động từ, bị gãy, bị bẻ gãy, đập vỡ. Lock, động từ, khóa, khóa cửa. Drop, động từ, làm rơi, đánh rơi. 1.2, ngữ vựng. Girl student, danh từ, nữ sinh. Wear over, động từ, đội, trùm đầu, mặc qua đầu. Put into, động từ, cho vào, đưa vào, bỏ vào. 2. Văn phạm. Grammar. Trong bài này, chúng ta tập trung ôn lại, đồng thời đối chiếu cách sử dụng các thì trong tiếng Anh đã học qua. 3. Trích đoạn minh họa. 3.1. Bạn hãy lặp lại từng câu theo đoạn trích dưới đây về tai nạn tối qua xảy ra với ông Snow, hiệu trưởng của một trường học. Last night, at 9:18, the director of a school was walking from his office to his car when he was attacked from behind. The attacker hit the director on the head. The police think the attacker was a student, maybe a girl student. The police are going to interview every student in the school. 3.2. Bạn hãy lặp lại từng câu theo đoạn phỏng vấn dưới đây giữa một nhân viên cảnh sát với ông Snow tại bệnh viện tối qua và lưu ý về các thông tin mà ông Snow cho biết. A policeman interviewed the director at the hospital last night. Policeman. Now, Mr. Snow, what can you remember about the attack? Mr. Snow. Well, I was working late yesterday evening. Policeman. What time did you leave your office? Mr. Snow. About 9:15. Policeman. Are you sure? Mr. Snow. Oh, yes. I looked at my watch. Policeman. What did you do then? Mr. Snow. Well, I locked the door and I was walking to my car when somebody hit me on the head. Policeman. Did you see the attacker? Mr. Snow. No, he was wearing a stocking over his head. Policeman. Tell me, Mr. Snow, how did you break your leg? Mr. Snow. Well, when they were putting me into the ambulance, they trapped me. 4. Bài tập thực hành. Exercises. 4.1. Dựa vào các câu hỏi dưới đây, bạn hãy tường thuật lại tai nạn tối qua xảy ra với ông Snow. 1. Last night, what time was Mr. Snow working from his office to his car? 2. What happened to him at that time? 3. Where did the attacker hit Mr. Snow? 4. What do the police think? 5. What are the police going to do tomorrow? 4.2. Dựa vào đoạn phỏng vấn giữa người nhân viên cảnh sát với ông Snow, bạn hãy lặp lại từng câu hỏi thật to sau đây và tự trả lời những câu hỏi ấy. 1. How was Mr. Snow working yesterday evening? 2. What time did he leave his office? 3. Why is he sure about that? 4. What did Mr. Snow do before he left his office?
5. According to Mr. Snow, when was he attacked from behind? 6. Could Mr. Snow see the attacker? 7. Why could not he see the attacker? 8. Did the attacker hit Mr. Snow in his leg? 9. Why did he break his leg? 4.3. Bạn hãy dịch câu chuyện sau ra tiếng Anh, rồi tự thực hành kể lại thật to, như thể cho bạn bè chung quanh cùng nghe. Bạn hãy chú ý rằng, những từ mới nếu có đều sẽ được thể hiện trong ngoặc đơn, sau cạnh ngay từ ấy trong tiếng Việt. Như vậy, tất cả số còn lại đều là những từ bạn đã học qua. Hãy cố nhớ xem trước khi tham khảo bản dịch đề nghị ở phần phụ lục. Một ngày nọ, khi tôi đang đi dọc theo bờ sông, go along the river bank, thì tôi trông thấy một ngư phủ, fisherman. Ông ấy đang ngồi dưới một bóng cây và đang câu cá. Tôi rất thích câu cá, fishing, nên tôi đã đứng lại và quan sát ông ta. Đầu tiên, first, ông ấy câu được một con cá chép to, carp. Nhưng thật ngạc nhiên, to my surprise, ông ấy lại thả con cá ấy xuống dòng sông, give the fish back down in the river. Lần thứ hai, second, ông ấy cũng, also, câu được một con cá to, và ông lại thả con cá xuống dòng sông một lần nữa, once again. Lần thứ ba, third, ông ấy câu được một con cá nhỏ xíu. Ông ấy rất hạnh phúc và mỉm cười. Tôi tiến đến ông ta và hỏi, tại sao ông lại hạnh phúc với một con cá chép nhỏ, nhưng không vui với con cá to? Ông ấy mỉm cười và đáp, ở nhà tôi không có một chiếc nồi, pan, to nào cả.